Xin chào các cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh của Trang. Thì vừa qua gia đình nhỏ của Trang được các cô chú anh chị và các bạn yêu thương rất là nhiều. Thì trong đó cũng có nhiều cô chú anh chị thắc mắc muốn Trang chia sẻ về cái gia đình bên chồng. Thì hôm nay Trang chia sẻ cái clip này để nói về bối cảnh ra đời của chồng Trang và cái người Mỹ có tốt hay không. Thì chồng Trang là người Mỹ, cha mẹ ông bà thì sinh ra cũng ở nước Mỹ, nhưng mà nếu mà nói về cái gốc tổ tiên ông bà nhiều đời á, thì chồng Trang nói là người Đức. Thì chồng Trang xưa có đi lính và sống 2 năm ở nước Đức, thì chồng Trang rất là thích nước Đức, thích dữ lắm, thích cực kỳ thích luôn. Nhưng mà Trang hỏi chồng sao không ở nước Đức luôn, thì chồng Trang nói cái ngôn ngữ chồng Trang nói chung là giỏi về mọi thứ, giỏi lắm, giỏi tin học rồi giỏi có đi lính rồi giỏi sửa nhà sửa cửa làm này làm kia giỏi hết. Thì nhưng mà cái khả năng ngôn ngữ chồng Trang nói chồng Trang rất là tệ, không có biết được, nên là sống 2 năm mà không biết gì về nước tiếng Đức hết, nên là buộc lòng phải đi về nước Mỹ sống. Nhưng mà thỉnh thoảng một vài ngày Trang lại cứ nghe thích nước Đức, thích nước Đức không à. Thì hình như trong cái dòng máu tổ tiên nhiều đời nó vẫn chảy. Ta thường nói lá rụng về cội, cái cội nguồn rất là quan trọng ha cả nhà. Thì chồng Trang thật sự nguồn gốc nhiều đời đó là người nước Đức. Chồng Trang năm nay 61 tuổi, sinh ra và lớn lên ở tiểu bang Indiana. Cái tiểu bang đó rất là lạnh, nhiều tuyết, nên chồng Trang rất là sợ tuyết. Không có sống ở đó mà đi sống ở đây là Texas. Thì chồng Trang sợ lạnh lắm, thì Trang cũng chưa một lần được đến đó, thì chồng cũng có hứa sẽ đưa Trang về đó một lần. Thì Trang nghe chồng Trang nói là cha chồng Trang mất khoảng lúc 70 tuổi do bệnh ung thư đại tràng. Thì mẹ chồng Trang thì cũng mất rất là đau lòng, mất vào cái dịp Covid-19 năm 2020, mắc bệnh Covid mà mất. Thì lúc đó Trang cũng mới quen chồng Trang thì chưa có được đi gặp mẹ chồng. Thì nói chung là cha mẹ chồng thì Trang không có biết, thì cũng rất là buồn. Thì chồng Trang có 4 anh chị em. Chồng Trang là người Úc, thì có một người anh và 2 người chị, đều sống ở những cái tiểu bang rất là xa xôi và rất là lớn tuổi, ngoài 70 hết rồi, cũng không ai tới ai hết, ở xa lắm. Thì Trang cũng có một lần đi gặp người chị của Trang ở Florida, thì đi du lịch rồi thăm chị luôn. Thì người chị đó rất là hiền, rất là dễ thương, thật thà chân chất lắm. Thì Trang cũng rất là quý chị, chị cũng thương Trang rất là nhiều. Thì thỉnh thoảng ngày lễ thì cũng nhắn tin vậy thôi. Về phần gia đình thì chồng Trang ly hôn năm 2015. Lúc đó chồng Trang có 2 đứa con trai. Thì bé trai lớn thì năm nay 29 tuổi và bé trai nhỏ thì 25 tuổi. Tất cả đều đi làm và cũng ở những cái tiểu bang rất là xa, không có ở gần đây. Thì nói chung chồng Trang là tiếp người của gia đình, không có bạn bè, thì không có họ hàng gì ở đây hết. Chồng Trang chỉ có Trang với 2 đứa con Trang là người thân duy nhất của chồng ở cái thời điểm hiện tại này thôi. Thì rất là tội nghiệp, rất là cô đơn. Thì mẹ con Trang luôn bên cạnh chồng Trang để mà chia sẻ cuộc sống hàng ngày cũng như tương lai sau này. Thì cũng có cô chú hỏi là Trang có gặp con của chồng rồi chưa, thì Trang nói là chưa. Nói chung người Mỹ họ không có quan tâm về quá khứ. Khi mà gặp Trang thì chồng Trang chỉ biết là Trang ly hôn với 2 đứa con hiện tại thôi, chứ cũng không có hỏi về cái quá khứ là chia tay như thế nào, tại sao chia tay, rồi chồng cũ có gia đình chưa, không họ không hỏi, không hề hỏi, mà mình muốn nói cũng không có thích nghe nữa. Và khi Trang hỏi về quá khứ của chồng, chồng cũng không thích nói luôn. Thì thỉnh thoảng có cái gì liên quan thì tự nói thôi, chứ cần hỏi không nói. Thì trong hôn nhân đó cũng có nhiều chuyện rất là buồn. Cũng như đối với Trang thì Trang nghĩ khác.
Trang nghĩ cha mẹ ly hôn rồi thì con nó cũng vẫn là cha mẹ của nó, mình cũng không có cấm đoán nó. Là Trang còn kêu với Râm với Thư là nhắc sinh nhật cha nè, lễ nè, gọi cho ông bà nè, hoặc là vừa rồi cô mất, nội mất thì mẹ con Trang cũng cũng nhớ đến, thì nhắc nhở con dữ lắm. Thì chồng Trang nói vậy là Trang là người tốt. Thì đâu đó cũng có những người có những cái quan điểm rất là khác khác lắm. Thì khi mà ly hôn rồi thì không không xem nhau như bạn, mà có nhiều khi lại cấm đoán con cái liên lạc với cha cha mẹ ruột của mình nữa. Thì như vậy trong cái trường hợp này thì Trang không biết chồng Trang có bị như vậy hay không, là Trang cũng không không hiểu được. Thì cũng rất là thương chồng. Thì thôi, tại thời điểm này thì chồng Trang chỉ có mỗi Trang với hai đứa con, thì anh của Trang ở đây là người thân thôi. Thì Trang cũng cố gắng chăm sóc chồng thật là tốt, thì bên cạnh chồng. Thì vào phần thứ hai, mọi người hỏi người Mỹ như thế nào, thắc mắc thì Trang chia sẻ là người Mỹ họ rất là tốt, rất là thật thà chân chất, họ rất là chung thủy và không hề biết nói dối. Nói chung là khi lập gia đình rồi thì chỉ biết vợ con, không có đi tiệc tùng ngoại giao, mà ở đây rất là khó. Thật thà đến nỗi Trang kể cho cả nhà nghe như vậy nè: đi chợ á, những cái loại nước mà chồng Trang thích để mà uống đó, thì chợ ở người Mỹ nó khác của mình, giống như là cái quầy nước đó họ chất một ngày lên 8 cái bình nước. À, của mỗi loại thôi, mà cái loại chồng Trang thích thì nhiều người cũng thích nên thường hay bị hết đó. À, sao mình cứ thắc mắc sao họ không có cái người mà coi hết hàng là chất lên liên tục để bán, mà họ chỉ cất chất một lần vào buổi sáng thôi. Thì cái loại nước mà chồng Trang thích uống đó là có khi đi sớm thì còn 8 bình thì chồng Trang lấy 4 hoặc 6, luôn luôn chừa lại 2 để cho người kế bên họ có. Còn nếu mà đi mà trễ hay gì đó còn 4 thì lấy 2 hoặc 3, luôn luôn chừa lại 2 hoặc 1, chứ không bao giờ chồng Trang lấy để không còn cái gì hết. Để chồng Trang luôn nói cái người kế bên sau mình đi thì ít ra họ cũng còn một bình hai bình để cho họ vui, chứ chứ không mà ôm hết vô người mình được để người sau không có. À, là như vậy. Một chuyện nữa mà chồng Trang thật thà để Trang kể cho mọi người nghe, giống như là cái mùa dịch Covid vừa rồi đó, thì chính phủ có trợ cấp cho những cái đứa bé mà cha mẹ thu nhập thấp á, thì chồng Trang nói chung là thu nhập cũng hơi cao nên là không có được cái hưởng tiền đó cho bé Râm, nhưng mà chính phủ vẫn chuyển lộn vô cho tài khoản chồng Trang. Thì chồng Trang gọi điện và trả liền, chứ không có đợi mà khi nào nó phát hiện rồi mình trả. Không không chồng Trang nói cái gì không phải của mình là không của mình, họ đã chuyển sai thì mình phải gửi trả lại liền, mình báo cáo lên liền, chứ chứ không có đợi tới họ phát hiện rồi họ không phát hiện thì giữ luôn. Không không có như vậy cả nhà, rất là thật thà chân chất. Nên là cái bản tính này cũng rất là quý. Trang cứ tưởng tượng là đi qua Mỹ là sẽ gặp toàn người Mỹ không, nhưng mà không phải. Bây giờ Trang đi ra đường thì nói chung là người Mỹ rất là ít, người tất cả các nước trên toàn thế giới, nhìn cách ăn mặc, màu da, nói chuyện rồi họ khác khác biệt từng nước lắm, chứ không phải người nước Mỹ không. Nói chung thì đến Mỹ rồi thì có những cái nó ngỡ ngàng, nó không có giống như mình tưởng tượng lúc mình chưa đi, mình không có biết. Thì từ từ Trang sẽ kể cho các cô chú anh chị nghe nhiều chuyện nó khác nhau nữa. Cái video hôm nay Trang chia sẻ về cái nguồn gốc của chồng Trang và cái người Mỹ tốt hay xấu để mọi người biết. Thì cảm ơn các cô chú anh chị đã luôn đồng hành cùng gia đình nhỏ của Trang. Thì Trang xin khép lại video ở đây và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video sau.